Nhận định, phân tích tỷ lệ và dự đoán trận đấu Arsenal với Bayern Munich trong khuôn khổ ICC Cup 2019. Pháo thủ bắt đầu giải đấu ICC Cup 2019 bằng trận đấu gặp đối thủ đầy duyên nợ Bayern Munich. Hùm xám đã nhiều lần đánh bại Arsenal trong quá khứ. Tuy nhiên, trận đấu tới đây sẽ rất khó đoán vì đây là lần đầu tiên họ đụng độ Arsenal của Unai Emery. Khi chuyển nhượng mùa hè đã trôi qua được một nửa và cho đến lúc này, tình hình lực lượng của Bayern Munich và Arsenal đang có sự đối lập rõ rệt. Như thường lệ, hùm xám xứ Bavaria luôn nhanh chóng hoàn tất những bản hợp đồng từ rất sớm. Năm nay, họ có được chữ ký của Lucas Hernandez và Benjamin Pavard từ khi mùa giải còn chưa kết thúc. Hai sự bổ sung tuyệt vời cho hàng thủ đang già nua của đội chủ sân Allianz Arena. Nhìn sang Arsenal, tình hình của đội bóng nước Anh đang rối như tơ vò. Những lục đục trong nội tại đang khiến các pháo thủ như ngồi trên đống lửa. Trên thị trường chuyển nhượng, 40 triệu bảng mà ban lãnh đạo duyệt chi không thể mang đến cho họ những sự bổ sung chất lượng. Arsenal lần lượt để tuột mất các mục tiêu mà họ nhắm đến. Và vấn đề lớn nhất thì ai cũng biết, mức phí chuyển nhượng. Rõ ràng, Arsenal sẽ không có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi hành quân tham dự ICC 2019. Sự sa sút từ cuối mùa giải trước dường như chưa có dấu hiệu cải thiện, bởi huấn luyện viên Emery chẳng có được những cầu thủ ông muốn. Ngoài ra, tinh thần của cả đội cũng sẽ bị ảnh hưởng khi đội trưởng Koscielny đang dục dịch rời đi. Cùng với đó là mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa một vài ngôi sao với huấn luyện viên trưởng. Đối đầu Bayern gần như là một thử thách quá khó khăn vào lúc này, dù chỉ là một trận giao hữu. Trong quá khứ, đội bóng nước Đức luôn đóng vai ông kẹ của pháo thủ. 10 lần đối đầu, hùm xám thắng tới 5, hòa 2 và thua 3. Đáng chú ý hơn, trong 3 trận thắng gần nhất, Bayern hủy diệt Arsenal với cùng tỷ số 5-1. Rõ ràng, mọi yếu tố đều đang ủng hộ đại diện nước Đức. Từ phong độ, tương quan lực lượng tới thành tích đối đầu, Arsenal đều không có cửa để so sánh. Với mức kèo chấp nhẹ nhàng 1/2 trái, Bayern Munich là sự lựa chọn đáng tin cậy.